Chào mừng các bác quay trở lại với kênh mua bán xe qua sử dụng của salon ô tô Tùng Bách có địa chỉ duy nhất tại tổ 2 phường Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên ạ. À. Video ngày hôm nay thì em Huyền sẽ tiếp tục lên sóng cho các bác rất là nhiều những cái xe mới cập bến salon em. Trong đấy thì sẽ có một chiếc Kia K5 bản Premium đời 2022 này, lăn bánh hơn 4 vạn km. Bên đây thì em vừa mới về thêm được một chiếc VinFast Lux SA bản Bay đời 2020 màu đen này. Cạnh đấy thì là một chiếc Toyota Vios bản E CVT đời 2022 các bác nhá. Xe này thì đi có hơn một vạn cây thôi rất là đẹp kèm theo đấy ở phía bên kia các bác này phía bên kia thì em chỉ thôi tí nữa em sang sau à, hay, hay thôi sang đấy để quay luôn nhưng mà ngoài này thì có một chiếc cola bản đặc biệt ở phía bên này nhá tại vì trời mưa mà các bác đây chạy sang đây để quay hai chiếc xe mọc vừa mới về lấy cho các bác này ui dồi ôi mưa to quá đi mất thôi các bác ơi đấy à, trời khá là mưa nhưng mà thôi vẫn tranh thủ quay giới thiệu xe tại vì nhiều xe quá các bác trời mưa thì rất là to Ở đây thì em có về thêm được một chiếc Hyundai Tucson bản đặc biệt đời 2019 Đây các bác ạ, 2019 nhá Trước này thì em sẽ chào bán với mức giá là 6, hơn 6 đồng hơn 6 đồng Kèm theo cả một chiếc xe này nữa đó là CX-5 bản Premium Đời 2020 cũng vừa mới về luôn Cả hai xe này thì đều mang ngoại thất màu đỏ Tại vì trời mưa mà Mấy cả là cũng sắp bão rồi nên là em tranh thủ là em quay qua Không tí nữa mưa bão to lắm các bác ạ 2019 này các bác này Đấy, Để em quay vào nội thất nhá, Quay vào nội thất cho mọi người xem rất là đẹp luôn Trước này thì uh, Xe là xe vừa mới về Nó là xe mọc mà nên là nó hơi bẩn Và hơi nhiều đồ linh tinh Thì các bác chỉ xem qua giúp em nhá. Đấy là về phần uh, nội thất da ghế này Bề mặt da ghế thì hoàn toàn là không có Bị xẹp bị rách tức là cái độ hao mòn các thứ của nó không không nhiều nó thấp à, có ghế chỉnh điện vì đây là bản đặc biệt mà có tích hợp vô lăng trên này thì chưa bóc ly lông luôn Đấy, đây nha các bác nhá, chưa bóc ly lông luôn rồi tất cả những chi tiết nội thất nhựa trong xe thì hoàn toàn là không có xuất sát gì đâu. Kể cả hàng ghế thứ hai thì cũng rất là rộng rất là đẹp luôn. Ở cái phiên bản này thì sẽ được trang bị một cái cửa sổ trời toàn cảnh rất là to nha các bác nhá, một chợ cửa sổ trời toàn cảnh này. Hàng ghế thứ hai em sẽ quay cho mọi người luôn. Đây ạ. Hàng ghế thứ hai này mở ra như này hết thì có khi nhìn nó lại sáng sủa hơn đấy nhờ các bác nhỉ nó chỉ hơi bẩn một chút xíu thôi còn cái bẩn này thì đương nhiên là bên em sẽ vệ sinh vừa lấy thôi bây giờ là em đang quay vào lúc 11 giờ trưa thì là cái xe vai ớt ở bên kia xe túc sơn và xe năm là vừa mới về tới vừa mới xuống bãi xe lồng lấy về không rửa nha các bác nhá hôm nay là không rửa được tại vì mưa tại vì mưa đây là các bác nhỉ bẩn lắm nhưng mà con này là có cốt điện rồi bản đặc biệt mà các bác đây À, cốp điện là có này ui rồi mới chưa nhựa nội chất ở sau cốp hoàn toàn không có xuất sát gì luôn đó các bác thấy này còn phía dưới này là lốp dự phòng đồ đoàn kích kiếp các thứ là mọi thứ đủ cả không thiếu một cái gì nhá các bác ơi để lại đấy để lại đây không biết là cái gì cứ để lại đã tí nữa dọn xe nếu cần bỏ thì sẽ bỏ đi sau cốp điện rất là tiện lợi luôn này còn về phần máy móc động cơ thì đương nhiên rồi tất cả xe bên em bán ra thì em đều đảm bảo cam kết cho các bác luôn đấy là máy móc động cơ là nguyên bản nhà sản xuất kính zin và keo chỉ zin đương nhiên là xe thì không xảy ra tình trạng đâm va hay là ngập nước gì đâu Máy đây nhá các bác nhá, vẫn hơi bẩn phủ bụi một lớp bụi nhẹ thôi nhưng mà máy này chắc em sẽ không cần phải vệ sinh nữa. Cam kết trên văn bản giấy tờ về chất lượng xe cho mọi người. Thế nên là các bác cứ yên tâm đi, nhà em đã làm xe thì chỉ có chuẩn thôi. Đến là có thể mua được. Trước này là sẽ được chào bán với mức giá là trên 6 đồng, 670 nhá các bác nhá, 672 triệu đồng cho chiếc xe này rất là đẹp luôn đấy ạ. Bác nào quan tâm thì có thể gọi điện cho em Huyền theo số điện thoại mà em đã ghi ở dưới góc màn hình rồi. À, hôm nay thì em chỉ xin phép là quay qua và quay nhanh thôi. Ở bên này thì mất đi điện này không có ánh sáng mà trời bên ngoài cũng khá là tối nữa Hôm sau nhá nếu như mà dọn xong và thời tiết tốt hơn thì em sẽ quay lại chi tiết cho mọi người một lần nữa Nhưng mà các bác cứ yên tâm đặt cọc đi Nếu như mà các bác đặt cọc lên đây mà không đúng chuẩn như là bên em miêu tả xe cho các bác bên em hoàn cọc 100% cho mình Ở đây là chiếc CX5 bản Premium đời 2020 này Trước này thì em bán với mức giá là 710 triệu đồng nha các bác nhá 710 xe rất là đẹp luôn và xem nội thất bên trong luôn Dũng ơi Bên ngoài là cũng không có xuất sát đâu Tí nữa em sẽ xuống cả đằng cốp cho các bác xem Đó, đây CX5 của em đây Xe mộc nhưng mà cũng khá là giữ gìn đấy Chỉ có bị bẩn thôi Thật ra là ai đi xe cũng vậy Nếu mà cứ khoảng tầm một thời gian Mình không dọn vệ sinh, không rửa Rất các thứ là nó sẽ bẩn mà Mấy cả nhất là những cái xe này vận chuyển xe lòng Nó đã mất mấy hôm rồi Lúc nào nó cũng bụi mù lên luôn Kèm theo đấy là kiểu như nếu như bác nào mà có ý, định bán ấy Thì đôi khi là người chẳng đi rửa nữa Kiểu như vậy nên là gần như xe nào về Cái phần nội thất bên trong cũng khá là bẩn Bọn em phải dọn vệ sinh Em này thì đương nhiên rồi, uh, phanh tay điện tử, chế độ lái sport các thứ là đủ hết. Màn hình cam lùi có đè lửa thông minh, có điều hòa tự động, có tích hợp vô lăng có và có cả cửa sổ trời luôn. Xe thì rất là đẹp 710 triệu đồng nhá. Hàng ghế thứ hai thì siêu siêu rộng luôn đấy các bác ạ. Nói chung là trong tất cả những cái xe Nhật thì thấy CX5 là người ta làm đẹp nhất rồi đúng không? Vừa đẹp này, máy nhỏ tiết kiệm nhiên liệu này. ấy xong bắt là là được cái là rất là bền. Xe Nhật thì được cái bền mà. Em này thì cũng có trang bị cả cốp điện luôn rồi đây các bác ơi khá là tiện lợi nói chung là mấy cái xe kiểu to to cao cao như này mà không có cốp điện thì đôi khi nhấc lên nhấc xuống cũng khá là mỏi đối với con gái còn con trai thì như nào chả được đúng không ạ nốt dự phòng này sơ cua vẫn còn chưa hạ nhá, tức là cái vạch sơ này các bác thấy không nó vẫn còn nguyên, đồ đoàn kích kiếc là đủ cả, chả thiếu một cái gì luôn. đấy, bác nào mà quan tâm đến chiếc cx năm này thì cũng liên hệ cho em Huyền nhá. À, để vào đây, vào đây quay lốt phần máy đã, đằng nào đằng nào cũng quay rồi thì mình quay luôn cho các bác về phần máy móc của xe, em quay nhanh một chút xíu thôi, tại vì mưa bão quá, xong là em về. <laughs> Sao lại em về mọi người ạ? À? Không nào em sợ tí nữa mưa bão quá em không về được ấy. Đây về phần máy móc của CX5 này các bác này Vẫn còn đang ấm đây này tại vì là xe vừa mới đi về mà các bác bụi mờ, bụi mờ mờ thôi không bụi bẩn nhiều đâu Cũng giống như những cái sản phẩm khác của nhà em là em cam kết về máy móc động cơ là nguyên bản Kính zin keo chỉ zin số km chuẩn chỉ cho các bác và bao các bác check test trên toàn quốc luôn thích trách ở đâu cũng được nhá để thoải mái hết mức có thể luôn các bác cứ trách đi trách uh, xong bắt đầu là phun tiền cho em tại vì xe nhà em là đảm bảo chất lượng mà bây giờ thì em lại chạy về bên nhà để quay xe cho mọi người nhá đi đi nhanh không thì nó mưa to nó ướt nó hỏng hết điện thoại thôi chết rồi mưa như này thì quay vai ớt kiểu gì đây các bác nhỉ? Mưa quá có lẽ là em sẽ không quay được trước Tota ớt này đâu, trước Vios đấy là bản E đời 2022, bản E CVT. Xe đấy thì em đang bán với cái mức giá đấy là 452 triệu đồng Đi vào đây đi không ướt điện thoại hỏng đấy Còn ở đây là chiếc Kona này mọi người này Chiếc Kona này là cũng vừa mới về Đây là bản đặc biệt đời 2020 Lăn bánh 4 vạn cây và em bán với mức giá là 520 triệu đồng mọi người nhá Tiện xem máy móc luôn Trước này thì đã được spa dọn dẹp các thứ sạch sẽ rồi Sẵn để các bác đến mua Máy rất là sạch vì vệ sinh rồi mà Nhưng mà em vẫn cứ thế thôi Sản phẩm nào cũng thế vẫn cứ là như vậy Cam kết chuẩn chỉ cho mọi người luôn, máy móc động cơ là nguyên bản này. Kính zin keo chỉ zin đây là hạ xuống một cái Vì là xe được spa rồi nên là chắc chắn là phần thân vỏ bên ngoài nó không còn xước sát gì đâu Thế nên là mới bảo là bác nào mà thích xe này là đến là có thể mang xe về được luôn không phải chờ Còn những cái xe mà nhà em chưa dọn chưa spa ấy Thì các bác đến các bác xem các bác đặt cọc xong là các bác lại cho em xin đôi ba ngày để em dọn xe cho mình nhá Tại vì cái vấn đề là dọn xe là trách nhiệm của salon em rồi mà Cũ người mới ta các bác ạ à, Đây là cái nội thất bên trong của chiếc Kona bản đặc biệt này Ở phiên bản đặc biệt ấy thì nó sẽ trang bị thêm ghế da ra, ghế chỉnh điện nhé mọi người nhé và điều hòa tự động đấy là những điểm khác biệt so với bản tiêu chuẩn à, trước này thì là trang bị máy 2.0 đi 4 vạn cây nội thất bên trong xe thì cũng còn rất là đẹp luôn tại vì chủ cũ người ta cũng không đi nhiều 2020 đến bây giờ hơn 4 vạn thì đi quá là ít rồi tại vì cũng vào 4 năm sử dụng rồi từ phần nội thất nhựa ở trên nắp táp lô này đấy hay là nội thất nhựa trong xe thì không xuất sát ghế cũng vậy ghế da rồi vô lăng cũng vậy em quay kỹ giúp chị vào phần vô lăng để cho các bác xem nhé độ thao mòn nó là chưa có. Bác chủ cũ thì nâng cấp thêm thảm sàn rồi, phiên cách nhiệt có rồi. Gần như là những cái xe qua sử dụng này này đều có phiên cách nhiệt sẵn rồi mình về chỉ việc đi thôi. Nó cũng gọi là vừa đỡ công vừa đỡ tiền cho các bác. Ở Hyundai Kona thì là một chiếc cross cover đô thị 5 chỗ gầm cao ấy mọi người, cũng khá là ok để mình có thể mua về đi gia đình. Kèm theo đấy là cái gầm cao thì sẽ đi được trên nhiều địa hình hơn đúng không ạ? Xe thì khá là đẹp, nói chung là chẳng có điểm gì để có thể chê được. Một là xuất sát thì không có vì đã được spa rồi. Nội thất cũng còn rất là mới. Hai là đời 20 thì cũng khá là cao kèm theo đấy là xe đi ít máy móc động cơ là zin hết đấy các bác xem nhà em làm toàn bộ xe nhà em ở đây xe nào cũng vậy đều được đảm bảo về chất lượng cho các bác và chiếc này thì em sẽ chào bán với mức giá là 52 ở dưới này thì em còn về một cái xe này nữa đấy là kia xe tốt mới về nha các bác nhá chiếc xe tốt này cũng mới về này em chưa quay chiếc xe tốt này là về ngày hôm qua bản dulech đời 2023 lăn bánh là hai vạn 3.000 km và em chào bán cho sản phẩm này với mức giá đến là 585 triệu đồng 2023 luôn các bác ạ hai vạn 3 Lốp là toàn bộ zin theo xe Bề mặt nốp thì còn rất là dày Mua về sẵn sử dụng thôi nhé các bác ơi Mua về chỉ việc sẵn sử dụng này Đấy. Nội thất trong xe ra sao thì đương nhiên em sẽ quay cho mọi người để các bác có thể xem rõ luôn. Đấy các bác xem nhé, xe nhà em 10 xe như một xe nào cũng vậy. Tất cả những cái chi tiết nội thất nhựa trong xe đều gần như là không có xuất sát luôn. Vì thật ra là các bác cũng bỏ ra rất là nhiều tiền để sở hữu mà. Bây giờ mua cái xe bên ngoài thì mình có thể spa được, có thể sơn tỉa được. Chứ còn ví dụ xuất sát trong nội thất là không làm lại được. Mà nó xuất chỗ này, xuất chỗ kia thì cũng không được ưng ý đúng không ạ? 2 vạn 3 km thì đương nhiên là ghế nó vẫn còn rất là đẹp rồi. rồi vô lăng nó cũng chưa có độ hao mòn vân vô lăng nó vẫn còn nguyên à, trong tất cả những cái xe mà cùng phân khúc thì có lẽ là xe tốt được ưng nhất vì thiết kế đẹp option nhiều đúng không ạ? Cũng cực kỳ là rộng rãi nữa luôn, xe tốt thì rất là rộng. Như chiếc này là có cam hành trình này, có thảm trải sàn này, có phiên cách nhiệt này, đủ hết lịch sử hãng đương nhiên là đầy đủ em cam kết chuẩn zin số km mà. Hàng ghế thứ hai thì cũng rất là rộng rãi nha các bác nhá, hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi luôn. Đó. Kia xe tốt, chiếc này thì vướng ở đằng sau nên là không mở cốp ra cho mọi người xem được, nhưng mà chắc là các bác mà thích xe tốt thì các bác cũng tìm hiểu rồi. Cốp em này cũng cực kỳ là rộng luôn. À, 585 triệu đồng

Xe thì lăn bánh có hai vạn 3 nghìn km thôi ạ. À. Máy móc vẫn còn nguyên vì xe này vừa về hôm qua chưa vệ sinh, còn khá là bẩn nhưng mà cái này thì bên em sẽ vệ sinh cho toàn thể anh chị. Anh chị là mua thì cứ yên tâm là khi nhận xe về thì nó đã sạch đẹp hết rồi. Em sẽ đánh bóng dọn nội thất và dọn vệ sinh khoang máy. Nhưng mà em vẫn như những cái sản phẩm khác thôi là em cam kết cho anh chị máy móc động cơ là zin nguyên bản, kính zin keo chỉ zin không đâm đụng không ngập nước và km chuẩn chỉ. Em này thì máy 1.4 nhưng mà có turbo nên là mình cũng không yếu đâu nhá mà vẫn rất là tiết kiệm nhiên liệu 585 triệu đồng cho chiếc xe Kia Xe tốt này ạ à. vì trời mưa nên là phải quay ở trong nhà ấy, nên có gì thì các bác thông cảm nhá ở phía bên này này Phía bên này thì em sẽ có K3, có lắc SA và có cả Kia Sonet để giới thiệu cho các bác luôn. Và mời các bác xuống dưới đây trước, em sẽ quay chiếc Sonet ở dưới này. À, đấy lại còn cả một chiếc MG Luxury nữa đây này, các bác này MG ZS Luxury. Rất là nhiều sản phẩm mới về trong ngày hôm nay. Thế nên là mỗi xe em chỉ xin phép là đi nhanh đôi 3 phút thôi nhá. À, chiếc MG ZS Luxury này của em nó là đời 2022, đi 4 vạn km và em đang chào bán với mức giá là 475 triệu đồng. Ở phiên bản Luxury này thì sẽ cho bị là cửa sổ trời toàn cảnh này đấy, 6 túi khí an toàn và đương nhiên rồi nhá các bác ơi đây Dũng đi xuống đây để cho các bác xem đương nhiên là bản này nó sẽ có cả ghế chỉnh điện luôn cho mọi người đây em đi vào đây em đi vào đây xong là quay cho các bác xem qua về nội thất với xe đẹp nói chung là tuyển chọn những xe đẹp là tại Tùng Bách Thái Nguyên mà 475 triệu ấy ghế ra này rồi là những cái chi tiết nội thất trong xe còn rất là mới tại vì xe đi có 4 vạn cây thôi à, trước này thì trang bị máy 1.5 rất là tiết kiệm nhiên liệu đấy các bác ạ, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Máy móc động cơ là zin. Ui cái này thì em xin phép là không nhắc lại nữa nhá, tại vì xe nào cũng như vậy rồi mà à, bây giờ thì là càng ngày nhà em càng làm khó hơn càng ngày nhà em càng làm chặt chẽ hơn đấy để có thể đảm bảo thứ nhất là giữ được uy tín của cửa hàng này thứ hai là khi các bác đến đây thì toàn là các bác ở xa thôi các bác đến là các bác có thể mua được xe luôn không mất công đi lại của các bác đây là cái phần cốp của xe mg zs luxury đời 22 của em huyền rất là rộng này phía dưới này thì sẽ có lốp dự phòng nhá lốp dự phòng còn nguyên trong bọc đây đồ đoàn kích kiếc là đủ hết không thiếu gì thật ra xe nào cũng vậy có những xe thì người ta làm mất làm thiếu thì bên em sẽ bù cho khách hàng để đủ hết những cái kích kiếc đấy nhựa nội thất ở đằng sau cốp cũng còn rất là mới gần như là không có xước gì luôn chủ cũ khá là giữ gìn 475 triệu đồng cho chiếc xe MGZS bản luxury đời 2022 này nhá à, còn bên cạnh này là Kia Sonet này các bác này bản premium có cửa sổ trời xe thì biển Hà Nội em vẫn đang để ở đây đi một vạn một nghìn km và em bán là 552 triệu đồng màu này là màu xám xi măng không hay là màu gì không biết nhưng mà cũng rất là hay màu này nhìn rất là đẹp này các bác bác này một vạn mốt thôi 552 triệu và xe là bản Pre đời 22 nhá em vào đây quay hộ chị cái phần nội thất bên trong đi xe là xe mộc đấy cái phần nội thất thì nó là tông màu kem nên là nó hơi bẩn một chút xíu em cũng chưa được vệ sinh mà à, mưa gió mới cả cũng mới về đây các bác nhìn này chưa được vệ sinh gì đâu em sẽ vệ sinh cho mọi người Màn hình giải trí rất là to. Con này là được độ cam 360 rồi các bác nhá. Đã có cam 360 rồi. Kèm theo đấy là những cái nội thất nhựa. Đây chủ yếu là các bác xem là ví dụ như là nội thất nhựa này nó có xuất sát gì không, xe nó đã đi nhiều chưa, máy móc động cơ có nguyên bản không, kính có zin không, keo chỉ có zin không và xe có đâm đụng hay ngập nước gì không đúng không ạ? Thì toàn bộ những cái đấy là bên em đều đảm bảo trên văn bản và giấy tờ cho các bác. Phiên bản Premium là có cửa sổ trời đây nhá các bác nhá. Đây, em quay lên đây cho các bác xem đi phiên bản này là có có cửa sổ trời. Hàng ghế thứ hai thì cũng khá là rộng luôn đấy các bác ạ. Đây, quay xuống hàng ghế thứ hai luôn. Rộng rãi. Đấy, thoải mái, à, máy nhỏ, tiết kiệm, đi gia đình, đi đường phố thì cực kỳ là hợp lý rồi. 552 triệu đồng nha các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ nhấc máy của cả chiếc Kia Sonet và cả chiếc MG ZS cho mọi người cùng xem luôn. Bẩn bẩn xem được cái gì bẩn lắm trước này bẩn quá nên này các bác này tại vì lấy hôm qua đúng lúc trời nó cũng mưa mưa nữa nhìn nó hơi bẩn nhờ các bác nhỏ cái này thì thôi sẽ vệ sinh vậy thì em sẽ vẫn cứ là cam kết trên văn bản giấy tờ cho mọi người nhá trách test thoải mái luôn sai cam kết hoàn tiền 100% và chịu mọi chi phí phát sinh kể cả là những cái chi phí sang tên vào biển hay chi phí ngân hàng luôn còn chiếc mg zs lắc đây cũng chưa được vệ sinh bụi mờ thôi nhưng mà vẫn xem được đúng không ạ à, tất cả những cái chấm sơn đánh dấu trên ốc máy thì vẫn còn nguyên, chưa mất cái nào, không có dấu vết vận mở. Nhà em là đã có một đội ngũ kỹ thuật kiểm tra rất là kỹ rồi nên là các bác có thể hoàn toàn yên tâm vào chất lượng xe của Tùng Bách Thái Nguyên. Dạ vâng, bây giờ thì em sẽ lên đây để giới thiệu ba cái xe này nữa. Đấy là chiếc Elantra này cũng mới về này, nhưng mà trước này hôm trước thì em có quay qua xem mọc rồi. Elantra GLS 2.0 đời 19 đi 6 vạn 2 và em bán là 488 triệu đồng ạ. À, trước này thì em chưa quay lại VinFast Lux SA bản B đời 2020, xe lăn bánh 7 vạn 1000 km em bán là 665 triệu đồng nha các bác nhá 665 và nội thất luôn đi Dũng ơi Nội thất bên trong thì cũng rất là đẹp Rất là mới đây này các bác này à, Thật ra thì lắc SA ấy, Nói về đây em sang đây đi bên kia chặt quá Bên kia vướng K5 chặt quá không quay được mọi người ạ Về nội thất của lắc SA thì trước giờ cũng chưa chơi vào đâu được Vì tất cả những cái vật liệu làm nên xe nó đều cao cấp ấy Sau nhiều năm sử dụng hay là sau nhiều cái km sử dụng Thì nó vẫn còn rất là đẹp Gần như là mới luôn không khác gì nhiều Quan trọng là trước này thì độ độ an toàn của nó cực kỳ là cao các bác nhé độ an toàn của xe cao à, được phát triển từ uh, máy móc với cả khung gầm ấy, được phát triển từ BMW mà thật sự là bác nào đi xe lắc sa rồi thì các bác có thể cho em xin comment mừng trải nghiệm nhé đi đầm xe chắc xe không hề bồng bềnh một chút xíu nào luôn đi qua những chỗ sóc ổ voi ổ gà mà ngồi bên trong xe gần như không cảm thấy Thế cái gầm của nó chắc lắm mọi người ạ thật sự là đi trước này nó siêu siêu an toàn đấy còn về option thì thôi <laughs> bản bay nhưng mà cũng có ghế chỉnh điện các kiểu đầy đủ luôn đây là mẫu xe 7 chỗ ngồi của nhà viên phát bên này chật quá dũng quay ở đấy qua qua hội chị với nhé tại vì chật quá cũng không mở ra được trời thì mưa to quá nên là không đánh ra ngoài được các bác ạ em cũng có bộ ảnh các thứ rồi nếu bác nào quan tâm đến chiếc nắp SA bản bay đời hai, 20 hai này Thì có thể liên hệ cho em Huyền Với giá bán là 665 triệu đồng Ngoài ra thì em có một chiếc màu đỏ Bản bay đời chín ở dưới này nữa 645 triệu đồng xe đi 5 vạn 2 nhá Bao nào cần chiếc nào Cần màu đen hay màu đỏ thì cứ gọi em Thật sự rất là chặt tại vì em đang xếp phụ Kiểu như là kín nhà rồi ấy. Ở Ngoài trời thì mưa trên kho thì cũng kín rồi Thế nên là em xếp ở đây Quay hôm nay thì nó cũng hơi bị gọi là vứt một chút xíu Có gì thì mọi người thông cảm giúp san lông chúng em nhá Chiếc này là K5 bản Premium đời 2022 đi 4 vạn 3 và em bán với mức giá là 730 triệu đồng, 73, nội thất rất là đẹp. Em này là sedan hạng D mà về thiết kế thì không chê vào đâu được rồi bên trong nhá dũng sang kia quay hộ chị này chỉ chỉ mở được từ bên đấy thôi bên này thì cũng chặt lắm các bác ạ à, vướng cái xe nắc sa à, xe này nhá bốn vạn ba thì đương nhiên là chuẩn chỉ rồi có sấy sưởi vô năng có sấy sưởi ghế đầy đủ hết không thiếu gì luôn đây các bác xem này thiết kế của kia k 5 có thể chê vào đâu được nữa mà giá thành bây giờ thì nó lại siêu hợp lý rồi đấy đời 22 mà chỉ có bảy thôi mà lại còn là bản premium luôn bản premium luôn nhá với thiết kế cửa sổ trời toàn cảnh ở trên này này các bác này, thiết kế cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Nếu như mà bác nào mà thích Kia k 5 này, vừa dài, vừa đẹp, vừa mang phong cách trẻ trung thể thao, thời thượng. ấy xong là độ an toàn cũng tốt, option trang những cái tính năng an toàn của xe được trang bị rất là nhiều. Thì các bác có thể liên hệ để em Huyền có thể bán cho các bác chiếc Kia k 5 này. Trước này là 730 triệu đồng các bác ạ, xe rất là đẹp luôn <laughs> Mưa quá, chật quá, chẳng quay được nhưng mà cũng có một bộ ảnh chi tiết rồi Nếu như các bác cần thì có thể add zalo của em theo số điện thoại mà em ghim dưới góc màn hình ấy Để em hỗ trợ và tư vấn hơn cho các bác về hình ảnh xe hoặc là về các giấy tờ pháp lý nhé à, Nhà em thì cũng còn rất là nhiều xe ở đây Nếu bác nào muốn đến cửa hàng thì ngày nào bên em cũng làm việc cả Hoặc là các bác có thể đặt cọc trước nếu như bận rộn chưa đến được ạ Em thì hỗ trợ trả góp trên toàn miền Bắc và vận chuyển xe trên toàn quốc Nên là các bác đừng ngại cứ nhắn tin sang để em tư vấn cho nếu hôm nay chưa mua được cần tham khảo thì cứ nhắn nhá không có vấn đề gì ngại đâu tại vì thật ra là mua cái xe mấy trăm triệu mình cũng phải tham khảo và tìm hiểu rất là kỹ mà đúng không ạ bây giờ thì em xin phép là kết thúc video này tại đây và hẹn gặp lại mọi người vào video ngày mai.